Xin chào các bạn, chúc mừng các bạn là những chiếc xe máy được bày bán tại các hãng ủy nhiệm của Honda. Thì ở video này mình xin chia sẻ với các bạn cái giá bán của những một số cái dòng xe cơ bản ở cái thời điểm cụ thể là cuối tháng 5 năm 2022 nhé. Bạn nào mà quan tâm đến xe máy cũng như là mà bạn nào đăng ký cái kênh của mình thì các bạn có thể biết là cái thời gian vừa rồi cái dòng xe cái tay ga ấy thì nó tăng giá rất là cao. Đấy, nhưng mà đến ở cái thời điểm hiện tại thì mình cũng không thấy nó tăng nữa, nhưng cũng không thấy nó giảm các bạn ạ. Tức là cái thời gian vừa rồi thì dòng xe tay ga của Honda nó tăng giá rất là nhiều, nhưng mà mình không thấy nó tăng nữa, nhưng cũng chưa thấy có hiện tượng giảm các bạn ạ. Này, cá nhân mình thấy chỉ là cái quan điểm cá nhân thôi nhé các bạn nhé, chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Mình thấy là những cái dòng xe nào mà nó ít sản xuất ấy, hoặc là nó hiếm ấy, hoặc là nó bán chạy ấy, thì giá nó sẽ bị đẩy cao lên. Còn những cái dòng xe mà nó nhiều và ít người mua ấy, thì nó sẽ bán sát giá đề xuất hoặc là thậm chí là thấp hơn giá đề xuất. Thì đấy là cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Ok, chúng ta vào chủ đề chính nhé. Thì đầu tiên mình nói về những dòng xe số trước nhé các bạn nhé. Đây trước mặt các bạn là dòng Wayblade, thì đây là cái phiên bản vành đúc phanh đĩa nhé các bạn nhé. Cái phiên bản vành đúc phanh đĩa ấy, thì là phiên bản đắt tiền nhất của dòng Wayblade này. Nó cũng chỉ có 21 triệu thôi, và cái giá mình báo cho các bạn này là chưa bao gồm tiền biển, tiền đăng ký nhá. Còn cái loại Blade mà vành nan phanh đĩa thì nó khoảng 19 triệu, còn cái loại mà vành nan phanh cơ ấy, thì là nó chỉ khoảng 18 triệu thôi các bạn ạ. Alpha đây, Alpha thì chỉ còn màu đỏ thôi, Alpha thì rất nhiều màu sắc, nhưng mà Alpha này thì nó chỉ có khoảng 21 triệu thôi các bạn ạ. Cũng những cái giá mà mình báo cho các bạn là chưa bao gồm tiền biển, tiền thuế, tiền đăng ký nhá. Đó, đây bên này là những chiếc Winner. Thì Winner đây là những cái phiên bản không có hệ thống ABS nhé. Winner này thì khoảng độ 38 đến 39 triệu các bạn. Đây có hai màu, màu đỏ, màu trắng. Xe nó cũng đang ít nên nó không về hết được tất cả các màu sắc, nên là mình chưa quay được cho các bạn. Các bạn nhìn tạm mấy cái màu này thôi nhé. Còn cái phiên bản nữa là phiên bản có ABS. Thực ra thì nó chia làm hai phiên bản nữa, là phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao cơ. Thì nhưng mà mình cứ gọi nó là phiên bản có ABS và phiên bản không có ABS. Thì phiên bản không có hệ thống phanh ABS thì nó rơi khoảng 38 đến 39 triệu. Còn phiên bản có ABS thì nó rơi khoảng độ 41 đến 42 triệu, giảm rất nhiều so với thời gian trước. Thời gian trước thì nó cao lắm, tầm khoảng tầm 48, 49 rồi các bạn ạ. Sợ thật sự luôn, giờ không bán được thì nó lại phải giảm ngay. Phía sau là chiếc GSX nhé. GSX này thì về trên xin thẻ thêm với các bạn là nó đã được trang bị hệ thống phun xăng điện tử rồi nhé. Nhưng mà giá nó cũng không đắt hơn cái dòng Alpha với Wayblade là bao nhiêu cả. Nó chỉ khoảng độ 22 triệu cho cái phiên bản phanh cơ ấy, vành nan hoa như này, phanh cơ ấy. Còn cái phiên bản vành đĩa thì nó đắt hơn khoảng độ 1 triệu thôi, là 23 triệu. Thế nó còn một cái phiên bản nữa là phiên bản vành đúc phanh đĩa nữa thì nó rơi khoảng độ hơn 24 triệu nhé các bạn nhé. Còn dòng Future nữa, nhưng mà hiện tại ở cửa hàng nó đang hết Future nên không có cho các bạn được. Nhưng mà nếu mà có nó rơi vào khoảng độ 34 đến 35 triệu nhé các bạn nhé. Bên cạnh này là chiếc SH 125 phiên bản CBS nhé các bạn nhé. Đây để mình quay cái chiếc này nó đứng một mình cho các bạn ngắm cho nó rõ. Đó, thì tạm thời là nó cũng chỉ có mỗi một cái phiên bản 125 này thôi. Thì phiên bản 125 hệ thống phanh CBS này nó khoảng độ 81 triệu nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn nhé, không phải hệ thống phanh ABS nhé, đây là hệ thống phanh CBS. Thì còn cái hệ thống mà cái phiên bản mà trang bị hệ thống phanh ABS thì nó rơi vào khoảng độ 88 đến 89 triệu nhé các bạn nhé. Đấy là phiên bản 125 phân khối. Tại thì ở cửa hàng không có cái phiên bản 150 nào các bạn ạ, cho nên mình không quay cho các bạn được. Nhưng mà nếu nó có ấy, thì nó rơi vào khoảng độ 197 triệu cho phiên bản CBS, còn 115 triệu cho phiên bản có ABS nhé các bạn nhé. Đấy là về cái 150 ABS, SH150. Thế còn SH350 thì vừa rồi có hai con thì bán mất rồi, thì nó rơi vào dao động khoảng độ các cái phiên bản khoảng độ 160 triệu đến 170 triệu cho cái các cái phiên bản của SH350i. Vision này các bạn, Vision trước mặt các bạn là Vision phiên bản đặc biệt nhé. Và đợt vừa rồi là Vision với cả SH với cả Everblade Lead ấy là giá lên rất là cao. Đấy, hiện tại ở đây chỉ còn mỗi con đặc biệt này thôi. Thì Vision phiên bản đặc biệt này nó rơi vào khoảng độ 44 triệu các bạn ạ. Còn cái phiên bản cá tính nữa là phiên bản đắt tiền nhất, nó rơi vào khoảng độ 48 triệu các bạn ạ. Còn những phiên bản kia thì nó thấp tiền hơn khoảng độ 42 triệu hoặc là dưới 40 triệu các bạn ạ. Đấy, thì đây là Vision nhé. Còn đây là SH1. SH1 này thì đây là phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản tiêu chuẩn này thì nó chưa được trang bị hệ thống phanh ABS các bạn ạ. Tiêu chuẩn này thì rơi khoảng độ 69 triệu nhé các bạn nhé. Còn phiên bản mà có ABS thì khoảng độ 75 triệu. Còn phiên bản mà có một cái phiên bản đắt tiền nhất ấy, phiên bản đặc biệt ấy là 77 triệu các bạn ạ. Đây là phiên bản tiêu chuẩn nhé. Đây, đây còn một chiếc SH màu đen nữa, cũng là 125, thì lúc đấy mình báo giá rồi. Ở cửa hàng mình đang không có dòng Lead và dòng Everblade các bạn ạ. Thì dòng Lead thì mình nghĩ là giá nó cao lắm, chắc là cao ngất ngưởng luôn. Còn Everblade thì như các bạn đã biết thì nó đang chuẩn bị ra Everblade 160 phân khối rồi đấy.
Đấy, một số kênh đã review và nói nó giá nó khoảng độ 60 triệu quay đầu, nhưng mà mình nghĩ chắc không có giá đấy đâu các bạn ạ. Cái dòng Airblade 150 ấy, nó đã có giá là đã bị đẩy lên khoảng độ hơn 60 triệu rồi, thì cái phiên bản 160 này sắp tới này, sắp sửa sẽ ra mắt ấy. Mình thấy được thông báo là khoảng cuối tháng 5 sẽ ra mắt ra bán. Đấy, mà nhiều kênh đã review mà có thể 60 triệu quay đầu thì mình nghĩ chắc là sẽ không có giá đấy đâu. Nếu mà có Airblade những cái phiên bản còn lại ấy, thì những cái phiên bản của năm 2022 ấy, thì nếu 125 ấy, thì cái phiên bản tiêu chuẩn nó khoảng độ 40 triệu các bạn ạ. Còn phiên bản đặc biệt ấy, với cả phiên bản giới hạn nó khoảng độ 52 triệu. Đấy, còn cái phiên các bạn nào mà đăng ký kênh của mình thì vừa rồi mình có review về cái Airblade 150 ấy, nó đã phiên bản tiêu chuẩn nó đã là 60 triệu rồi, còn phiên bản đặc biệt nó là 62 triệu rồi các bạn ạ. Cho nên là mình có thể mình suy luận ra là cái phiên bản 160 ra ấy, thì chắc là sẽ không có giá 60 triệu quay đầu đâu các bạn, kiểu gì nó cũng sẽ hơn 60 triệu đấy các bạn ạ. Tiện đứng gần con Winner đây thì mình quay cho các bạn xem là những cái con Winner này nó đang lắp thêm cái phụ kiện trang trí nhé, cái ốp carbon ở những cái phần Oppo này, hay là ốp thân rìa này, hay là ốp ở phần mặt đồng hồ các bạn nhìn này, đấy, hay là chắn bùn trước, hay là mặt lại, đấy, hoặc là cái con này thì nó đang ốp thiếu cái rìa chắn bùn ở bánh sau, thì đấy là những cái phụ kiện ốp thêm chứ không phải cái màu nguyên bản của nó là như này đâu nhé các bạn nhé. Đấy, mình xin chia sẻ thêm cho các bạn biết. Đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở video này. Ngay khi những dòng Lead hay là Airblade 160 và những dòng xe khác về thì mình sẽ quay và up lên trên YouTube cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được những thông tin mới nhất nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu có thêm thông tin gì thì các bạn nhớ chia sẻ cho anh em cùng biết ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.